Điệp khúc được mùa mất giá, được giá lại mất mùa cứ lặp đi lặp lại khiến cho không ít người muốn bắt đầu làm ăn trong khu vực nông nghiệp nản lòng. Tuy nhiên thực tế cho thấy cũng có không ít doanh nghiệp, hộ sản xuất đã thành công với nông nghiệp. Họ đã làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với một số kinh nghiệm đã được đúc kết từ chính điển hình được xem là đã thành công ở bước đầu. Với những người muốn bắt đầu cuộc mưu sinh từ khu vực nông nghiệp, một trong những bài toán đầu tiên và khó nhất là vốn ở đâu ra? Theo kinh nghiệm của một startup từ công ty có tên là Mimosa Tech, đơn vị đã có những thành công bước đầu khi ứng dụng công nghệ vào trồng trọt. Vốn liếng là rất quan trọng, do đó cần có nhà đầu tư mạo hiểm đi cùng. Tất nhiên, để thuyết phục được nhà đầu tư mạo hiểm cũng không dễ dàng gì, vì anh phải ước tính được độ lớn thị trường cho sản phẩm làm ra, thị phần của doanh nghiệp sau 5 hay 10 năm nữa. Còn vay vốn ngân hàng ư, đây có lẽ là giải pháp thiếu tính khả thi nhất với những hộ sản xuất hay doanh nghiệp nhỏ, lại càng là chuyện khó với những anh nông dân chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Con đường của một người đi lên từ tay trắng và đã xây dựng được một thương hiệu chế biến nông sản với tên gọi Vinamit có lẽ cũng sẽ giúp gợi mở đôi chút cho những người muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp. Vấn đề của cái gọi là để kiến tạo thì đầu tiên là phải trải nghiệm, rồi chiêm nghiệm, rồi bắt đầu mới ngộ ra thì lúc đó mới hành được. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là luôn luôn phải nhớ là khởi nghiệp thì phải nhớ là ăn sổ thì, có nghĩa là phải đi làm nhà buôn. Phải lấy cái ngắn luôn cái dài. Có nghĩa là hãy cái gì mà bán được ở trên thị trường thì phải đi kiếm đó, đi tập trung buôn bán, em tiếp cận với lại thị trường để mình kiếm được một ngày mình có được 100.000 hay một ngày, hay là một tháng mình có được vài triệu để mình có cái tích lũy ngắn đó, để mình mới quành ngược lại để mình giúp cho cái chuyện đầu tư tương lai của mình. Thế nhưng bài toán vốn ở đâu ra không phải là thách đố duy nhất cho những ai muốn đưa nghề nông theo con đường sản xuất hàng hóa. Phần quan trọng nhất với những người mới manh nha tìm kiếm giá trị gia tăng cho nông sản là tạo được sự khác biệt và tìm được thị trường cho những cây trái, hoa quả vốn đã tồn tại bao đời nay theo điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Và câu hỏi ấy không nằm ở đâu xa xôi, ít ra là với thế hệ thứ hai của những người đã từng gây dựng tổ hợp tác nông nghiệp Cỏ Mây cách đây hơn 30 năm ở Đồng Tháp. Từ lúc sản phẩm nông nghiệp chỉ là xây xác chế biến gạo đơn thuần, thì nay người làm nông nghiệp đời mới này thậm chí còn tham vọng biến phụ phẩm thành chính phẩm, từ sản xuất tinh dầu, từ cám gạo đến đưa cây nấm trên rơm rạ vào tận chuỗi cung ứng thực phẩm cao cấp. Cái mong đợi của tôi trong cái món nấm rơm này là làm cho được cho thành công, rồi chuyển cái quy trình chuẩn mực này cho nông dân họ làm gia công cho mình, nó an toàn hơn, giá trị gia tăng nó tốt hơn, họ không phải lo đầu ra, họ không phải lo về công nghệ, về kỹ thuật, giống mình lo hết, mình đưa quy trình và mình kiểm soát quy trình sản xuất của họ. Tôi đang đàm phán với Việt Nam Airlines và Sài Gòn để tôi tìm cách tôi đưa vào cái hệ thống của họ, tôi tìm cách tôi đưa nấm rơm của tôi lên những chuyến bay của Việt Nam Airlines. Nếu tôi thành công thì tôi nghĩ rằng là cái bà con nông dân của tôi chuẩn bị khỏe. Đích đến sau cùng của doanh nhân làm nông nghiệp này là xuất khẩu đi nước ngoài, và trong khi chờ đợi tích lũy đủ sức mạnh để đi đến cuối con đường ấy, thì thị trường trong nước là một cú cánh khả dĩ. Với những người muốn bắt đầu làm ăn trong lĩnh vực nông nghiệp, tiềm năng không chỉ nằm trong những nông sản truyền thống. Đó còn là các ngành phụ trợ về công nghệ dành cho nông nghiệp với cơ hội mở ra là không hề nhỏ. Câu chuyện của người chuyên sản xuất các thiết bị tự động hóa công nghệ tưới tiêu cho các vườn rau sạch ở Đà Lạt cũng có thể kể đến như một điển hình đã thành công bước đầu. Mimosa Tech sẽ trang bị các thiết bị cảm biến đặt vào trong trang trại của người nông dân. Các thiết bị cảm biến sẽ gửi dữ liệu trực tiếp lên trên Internet và từ đó người nông dân có thể truy xuất được tất cả những dữ liệu đó qua cái smartphone của họ. Rồi từ những cái giá trị đó thì tất nhiên là bên phía Mimosa sẽ xử lý một loạt các thông tin lấy từ cái trang trại đó để đưa ra những cái khuyến nghị hoặc là những cái lời khuyên cho người nông dân. Và vì cái hệ thống là tưới chính xác nên cái lời khuyên này nó sẽ tập trung toàn bộ vào cái hệ thống tưới trước, là hàng ngày người nông dân sẽ nhận được cái thông tin, đó là cái trang trại hôm nay cần bao nhiêu nước, và cho phép họ kích hoạt luôn trên điện thoại là tưới cái hệ thống của họ. Có lẽ cách nghĩ phải thoát ly ruộng đồng mới mở mày mở mặt đâu đó đã không còn phù hợp với những người muốn làm nông nghiệp kiểu mới. Chưa ai có thể biết những thử nghiệm mới như thế này đúng hay sai, gặt hái thành quả hay phải trả giá ra sao trong tương lai xa. Nhưng với vô số những trải nghiệm thực tế của một nền nông nghiệp tiểu nông, thì những lựa chọn mới này có thể mở ra khả năng cạnh tranh trước các nền nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn.